Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Con tên là Mai Hạnh Anh, con đang học lớp 42 trường Tiểu học Nguyễn Thị Định. Hôm nay con sẽ giới thiệu một dự án có tên là Thánh giống chống giặc ngoại xâm. Khi bấm vào lá cờ xanh sẽ hiện ra bảng Thánh giống chống giặc ngoại xâm. Để di chuyển thì sẽ nhấn nút phải sẽ di chuyển sang phải, trái sẽ mũi tên trái sẽ di chuyển sang trái, còn mũi tên lên sẽ di chuyển sẽ bay lên. Khi đủ 10 điểm sẽ hiện ra một cái bảng tên là roi gãy nhổ tre. Tính bằng 6 sẽ gặp tính định. Nhân vật thánh giống sẽ đánh đến khi tướng định lùi xuống còn không mạng. Để thắng cuộc. Khi nào thì thua cuộc bạn nhỉ? Sẽ khi là nhân vật thánh giống thua đấu với tướng địch. Đó, khi nào thua cuộc bạn có thể mô tả lại cái hoạt động ở trên chương trình được không? Đấy, khi rơi xuống vực đấy, cái vực sâu đấy, nếu mà rơi xuống vực sâu thì làm sao nhỉ? Ừ. Rồi, thì trong bài của mình thì có những nhân vật nào? Có tổng cộng là bảng bạn gỗ thanh giống quân địch và tướng địch. Nhân vật con yêu thích nhất là nhân vật bảng thì sẽ hiện lên những thông tin. Có những thông tin gì được hiện ra ở trên bảng gỗ nhỉ? Vậy là thua cuộc, sẽ thắng cuộc. Thanh giống chống giặc ngoại xâm và roi gãy nhổ tre. Khi nào thì roi gãy nhổ tre? Dạ khi mà đạt đủ 10 điểm. Làm thế nào để ở bạn điều khiển nhân vật thánh gióng, bạn lập trình bằng những khối lệnh nào? Dạ, lập trình bằng khối lệnh. Nếu phím mũi tên trái được bấm hoặc mũi tên phải được bấm thì chuyển sang trang phục thánh giống một, lặp lại 4 lần trang phục kế tiếp để không bị một không chấm một gì. Đây là tính năng gì nhỉ? Là tính năng bước đi cho nhân vật thánh giống. Ừ, tính năng tạo cho thánh gióng có hoạt động bước đi. Cô đang hỏi là làm thế nào để mình điều khiển nhân vật thánh gióng khi bấm mũi tên phải thì nó đi sang phải, bấm mũi tên trái thì đi sang trái. Mình sử dụng khối lệnh nào để lập trình nhỉ? Nếu bấm mũi tên phải thì nhân vật sẽ đi sang phải. Nếu bấm phím mũi tên trái thì nhân vật sẽ đi sang trái.
Về như mic có vấn đề ấy nhỉ? Kiểu xoay trái phải liên tục, nếu chỉ một chân trái được bấm thì sẽ nghe cũng Ừ. Thế làm thế nào để thánh gióng bay lên? anh nhắm bài lên. Nếu phím của ta lên được bấm thì sẽ chuyển lên. Rồi. Bạn có thể mô tả hoạt động của nhân vật quân địch được không? Quân địch sẽ xuất phát từ đâu? Địch sẽ xuất phát từ bạn vòng 1 đến vòng 5, vòng 6 sẽ không xuất hiện và chúng địch sẽ xuất hiện ở vòng 6. Quân địch sẽ chạy từ đâu đến đâu nhỉ? Quân địch sẽ chạy Bên phải hay bên trái của màn hình sân khấu? từ bên trái. Nó chạy lại thử xem là nó xuất phát từ đâu nào. Quân địch chạy từ đâu sang đâu? Từ bên Ừ, từ bên phải chạy sang bên trái đúng không? Thế khi nào thì quân địch quay trở lại? khi mà quân địch quay trở lại là Khi nào thì quân địch quay trở lại? Khi mà chạm vào cái gì nhỉ? giống Khi chạm vào thánh gióng thì quay lại. thì quay lại. Ở trong bài này Nếu thì bạn gặp khó khăn à? thanh giống trang phục, trang phục của thanh giống thì sẽ quay lại. Làm bài thì bạn gặp khó khăn ở phần nào? Có không nhớ. Thế tổng cộng ở trong bài có mấy phông nền nhỉ? Sáu Bạn sử dụng những công cụ nào để thiết kế ra các phông nền này? công cụ hình vuông để thiết kế ra núi và màu để chọn màu cho núi. Bạn muốn chia sẻ điều gì? Nếu mà không có ý kiến gì nữa thì con sẽ thực hiện bước cuối cùng nào. Con xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã nghe. Rồi, chúc mừng Hoàng Anh đã hoàn thành xong phần trình bày của mình. Thế để mình rút ngắn thời gian cho các bạn phía sau thuyết trình thì cô sẽ góp ý luôn nhé. Bởi vì là sĩ số lớp mình thì có 9 bạn và hôm nay phải thuyết trình 5 bạn cho nên là cô sẽ nhận xét luôn cho kịp thời gian. Thế phần trình bày của Hoàng Anh ấy, thì cái bước 1 bạn giới thiệu rất là tốt, nói rõ ràng lưu loát. Nhưng mà ở cái phần chia sẻ về dự án thì có một số phần nội dung là còn hơi lúng túng, đặc biệt là cái phần cô đặt câu hỏi ấy. Ví dụ như là làm thế nào để điều khiển nhân vật thánh gióng thì mình quan sát luôn vào cái phần khố lệnh đó là gì. Nếu phím mũi tên phải được bấm thì nhân vật sẽ đi sang phải. Đi sang phải để bằng khố lệnh gì? Thay đổi x đúng không? Thay đổi x một lượng. Nếu nhấn mũi tên trái đi sang trái. Đấy. Thế và một số cái nội dung là cô phải đặt câu hỏi để gợi ý thêm cho bạn. Cái phần dự án này thì các nhân vật đã đúng tính năng rồi, tuy nhiên là chưa có phần sáng tạo. Thế sau buổi học này hoặc là từ sau bị sau khi mình thuyết trình xong thì bây giờ con có thể ngồi con suy nghĩ cái tính năng sáng tạo nhé. Ví dụ mình có thể thêm cái tính năng hiện pháo hoa giống như bạn Thế Ngọc cũng được này, hoặc là có thể bổ sung thêm âm thanh nhạc nền vào dự án nhé.
Rồi, cảm ơn Hoàng Anh. Bây giờ cô mời bạn số 3 nào.